Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong các thị trường chính, trong đó khoảng 50% là thông qua cửa khẩu Móng Cái. Thông tin đáng chú ý tại Hội nghị thúc đẩy thương mại nông thủy sản Việt Nam-Trung Quốc vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hôm qua. Hiện tôm là mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhiều nhất, từ 40 đến 50%, tiếp đến là cá tra và các loại thủy sản khác. Hai tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng, lạm phát và giá cả nguyên liệu tăng cao. Tuy nhiên, nhu cầu được dự báo bắt đầu khởi sắc từ quý 2. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tận dụng khai thác các thị trường lớn, còn nhiều dư địa tại Trung Quốc như tỉnh Quảng Tây, thông qua cặp cửa khẩu Móng Cái Đông Hưng.